Nếu như các bạn cần tìm một shop bán Robux và game pass trong Roblox thì hãy ghé qua shop roblox.vn. Shop có tất cả dịch vụ trong Roblox như là mua Robux, game pass cũng như là nick Roblox. Và chúc mọi người xem một cái video vui vẻ. Ui dồi ơi, trời trễ á mọi người ơi, trễ học rồi. Trời trời còn tối hết, nhưng mà không quan trọng là cái gọi là cái nhà mình xa cái trường lắm mọi người à. Nên là bây giờ mình phải đi học sớm này, không biết thằng cu đỏ ở đâu bây giờ. Cu đỏ ơi, đi xuống đi học con ơi. Đi học đi, trời ơi, mày đâu xuống vậy? Mày làm gì đi trên nóc nhà xuống đi con? Không đi gặp một cơ chứ. Làm sao ta đục sắt thôi. Ê đục sắt gì đó. Đi đi rẽ lên cho nó trễ học kìa, trời trời bắt đầu sáng kìa ơi. Hôm nay là có tiếng ông thầy là ông dữ lắm á mình ơi. Trời đi đi lẹ lên, sao nay mày đi trễ vậy? Cu đỏ ơi, mày làm gì mày tối qua mày thức khuya dữ cái gì mà giờ mày dậy sáng sớm thì gọi là mày cũng đi trễ giống tao vậy? Tao là hôm qua tao phải học bài rồi là kiếm thực các thứ bài hôm qua ông thầy dạy á. Mày làm gì con? Hướng luyện Free Fire. Mà nhìn cái áo mày là tao biết mày gọi là chiến thần Free Fire rồi. Mày hiểu lý do gọi là tao với mày thường xuyên đi trễ chưa? Chưa. Do cái thiền này nè, giờ tao với mày là phải hùng tiền lại mua cái thiền mới đi. Chứ cái thiền này là tao thấy là không có được rồi đó. Đi tới trường gọi là dậy thì sớm á, dậy sáng sớm trời, ông mặt trời còn chưa dậy nữa. Nhưng mà tao mày đi từ đây tới trường là cũng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Mày coi có được không? Trời ơi cu đỏ ơi, trời sáng tới nơi rồi, tao với mày đâm thẳng vào đây chịu thẳng lên luôn nha. Trời sáng mất thiền thì sao mất thiền. Trời ơi sao không mất thiền được. Tin tao, mày tin không? Bây giờ tao để thiền đây, là hồi tao mày quay lại là còn nguyên thiền nè. Nhảy lên con ơi, nhảy lên. Lẹ đi ông thầy ông chửi bây giờ. Ôi dùi ơi, mày phóng bằng cái gì lên vậy? Trời ơi, người ta vô tiết hết rồi kìa cu đỏ ơi, ông thầy ông vô tiết luôn rồi kìa. Bây giờ tao với mày sao bây giờ, kiểu gì vô tao với mày cũng bị phạt hết đấy. Sao bây giờ cu đỏ, bây giờ tao với mày cúp học hay là chịu phạt đây? Cúp học thì gọi là con chẳng biết mấy vụ xe nước bên Mỹ không? Mày định làm gì đấy? Thì phải. Bây giờ sao cô đó, mày định cầm súng bắn này cũng được đâu, ông thầy em có hai kỳ né, ông dữ lắm đó, ông chồng gọi là bảo vệ gì nhà vua mà, ông có hai kỳ né rồi là V10 luôn á, mày đừng nhờ nghe ông. Mày không tin mày cầm súng mày bắn ông thử đi, ông né cho mày coi, mày đứng bắn ông mở đi. Thì bao mày luôn, bao né mày luôn á. Để cô đó hiện cho cô trắng xem. Trời ơi mày học cái tài bắn súng đâu ra vậy, tao với mày gọi là học có khóa bắn gì khóa cầm kiếm thôi mà con. Chơi súng luôn vậy. Mày cất cái súng vô cái mày lại cầm mấy cái súng nước mày dơ mày hù nữa chứ, thôi vô hàng đi, này quậy quá vậy đi. Trời đất ơi. Ê con kia, đi đâu giờ này mày đến hả? Tìm tại này ơi. Vậy thằng đỏ đỏ là thầy ơi, thằng cu đỏ nó vô học trễ này ơi. Thằng cu đỏ em thấy thằng cu đỏ vừa vô trễ này ơi, em vô đây từ sớm rồi. Thằng cu đỏ bây giờ hai cậu nói ngay cho tôi, cậu nào vừa cầm súng đòi bắn tôi hả? Thằng cu đỏ này nhìn mặt em là biết uy tín rồi, nhìn mặt cu đỏ đi, nhìn mặt nó gian xảo không phải, nó đổ thừa cho em á. Thôi hai cậu không có nói nhiều, tí nữa lên phòng giám thị và cuối giờ nói chuyện với gia đình. Tại mày với cu đỏ, tại mày với cu đỏ, mày trong ngon tao, mày ra đây cái độ mà đi ra đây mày. Ok, bắt đầu buổi học hôm nay thì tất cả mọi người đều chạy xung quanh hai vòng sân trường, riêng hai cái cậu kia thì vì cái tội đó chính là nghịch ở trước mặt tôi trong giờ mày, thì riêng hai cậu sẽ chạy 5 vòng. Mày chưa, mày trễ thì như cứ biết mày cầm súng bắn thầy chi, cảnh thất xì xâm nữa, chạy 10 vòng chạy thằng đỏ đi, chạy đi lên. Ê chính ghê, chạy đi. Ê người ta chạy. Mày vậy chưa về nhà rồi tôi tính mày sao dần cu đỏ. Hãy vui về tại mày vậy chưa, nãy mày quýnh tao làm gì, mày cầm súng bắn ổng chi tao mày, trời còn bắn được lại mày luôn á. Ơi mệt quá Bình ơi. Trời ơi cái thằng quý quậy quá vậy nha. Sao rồi mệt chứ? Mệt thế quá này ơi. Mệt à? Mày với cu đỏ. Nhưng mà hai cậu ấy tôi mày đánh giá là chạy hơi bị chậm đấy nhá. Chạy 10 giờ không chậm sao vậy? Tại cu đỏ này, cu đỏ nó cứ cầm súng nó cứ chía vô đầu em, nó bắn vô đầu em hoài, nó không cho em chạy. Không có thúng nè, em là người công dân sạch. Thầy cũng tin thì cởi quần nó ra đi, nguyên cái súng. Bây giờ thầy cởi thiệt kìa. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu thử trình độ kiếm thuật của mọi người nhá. Đâu, mấy bạn lên chém thầy đi, thầy sẽ né hết. Ui ôi, thầy né thật vậy. Ui ôi, né thật luôn kìa mình. Ui ôi, kinh khủng ơi. Ui ôi, ui ôi. Gì? Ui. Ui, cái thằng gì đầu nhỏ xíu, mình thằng này nó vô lớp mình hồi nào Bình? Này như nhảy lớp sao Bình? Ừ.
ấy. Ui dồi, thằng kia nó còn cầm cái gậy bóng chày. Ui dồi, tới tao mình đây. Em tuy chạy hơi chậm nhưng mà em chém thầy là muốn bệnh thầy luôn á, thầy tin không? Thầy tin em chém thầy nè. Ui dồi. Tới mày coi lên chém đi. Chém được chém mà. Tại sao không biết xài kiếm với lại chạy chậm mà em biết xài súng. Free Fire muôn năm. Ok, và bây giờ các em hãy hướng mắt lên và nhìn tôi biểu diễn cái kỹ thuật này. Đấy, và cái kỹ thuật này thì chỉ có những người thân cận của vua mới có thể sử dụng được thôi nha. Wow, skill gì đỉnh cao vậy? Nghe gì? Thân cận vua luôn hả? Ui. Ui. Ui, Free Fire, Free Fire. Free Fire, Free Fire. Ui giời ơi. Free Fire muôn năm, Free Fire muôn năm. Rồi thì bây giờ là buổi tối rồi thì tất cả các em hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta hãy học tiếp. Còn riêng với hai cậu này thì hãy lên phòng giám thị gặp tôi ngay. Tại mày với chung cụ đỏ hết mày cầm súng bắn thầy đầu tiết chi vậy? Kiểu này bị đuổi học rồi Bình. Bây giờ hai cậu hãy biểu diễn lại cái kỹ thuật hôm qua mà tôi đã chỉ cho hai cậu xem nào. Mày mẹ cụ đỏ bị diễn trước mày. Đúng rồi Bình ơi, đúng rồi. Ui đúng rồi. Tới em thầy à. Ê. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đấy. Rồi tôi ép được về đúng rồi. Đúng không? Hôm nay thì tôi sẽ tha, nhưng mà còn lần sau nữa ấy thì các cậu biết tay tôi nhá. Rồi cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Tại này. Đi ra đây mày chết mày với tao. Mày ra đây. Rồi, bá cái đèn nút, mày vô đây bá cho đi mày nút. Còn bá đây nút. Bá đèn nút. Ngồi đây. Ngồi đây. Để em đỡ nè, để đây mất tiền. Sao mà mất được? Mày tính tao bây giờ mày cá không? Cá. Trời ơi, ngon đi ra đây nè. Nào chết thiền mày nè. Sao lại trốn thiền tao mày vậy? Tại mày với chú tao nói là không có được cái để thiền ở đây. Ôi trời, cái này kia là cấm thiền mình. Ê, nó cấm thiền mình. Mày. Rồi thì bây giờ tôi sẽ biểu diễn Haki để cho mấy cậu coi xem rõ ràng hơn nha. Nếu mà các cậu cầm một cái cây katana như bình thường thì các bạn sẽ chém không bao giờ gây được cái cây này. Nhưng nếu mà các bạn bật Haki thuần thục được giống như tôi, bật lên. Ui. Và rồi chỉ cần một chém thôi. Ui. Chúng ta có thể phá hủy nguyên một cái cây. Sao bây giờ các bạn đã hứng thú học chưa? Cô trắng. Hả? Sao tay thầy mất quyền công dân rồi? Ôi dồi ôi, Bình ơi, tao với mày là tập Haki vậy? Thầy cũng có ý kiến thầy. Thầy gì với cu đỏ? Tôi mời cu đỏ nói. Haki xài chơi súng tương thầy, lại em fan tên Free Fire, em gaming. Nhưng nếu mà cậu muốn học theo súng đúng không? Thì cậu sẽ phải thuần thục kiếm trước thì cậu mới có thể là thuần thục được qua súng nhá. Ủa thấy chùa, cu đỏ cãi tao. Không mày đúng rồi, mày là nhất. Rồi thì bây giờ mỗi cậu hãy chọn một cái cây và hãy tập chém ở ngay dưới gốc cây đấy. Ôi dồi. Để khi nào thuần thục thì thôi nhá. Tao bên trái cho mình, mày bên phải. Ôi dồi. Còn đúng cây nhưng mà thôi tao mày phải đi chung tao mày ơi. Ui có cây sau lưng rồi Bình. Trời ơi nhưng mà quan trọng. Ui giời chém không đứt Bình ơi. Hả? Canh Bình thấy cái lưng của mày. Để che. Trời ơi mình sẽ chút về mua kiểu anh. Lội cái tiền mua tiền mới rồi Free Fire. Mày được lấy tiền nạp Free Fire cho con, lấy tiền mua tiền mới ha. Trời ơi ông thầy gì bắt chặt cái cây nữa tiếng đồng hồ không có Haki hết. Ông thầy lừa đảo rồi Bình ơi. Thầy ơi sao chặt cái cây nãy giờ mà không có lên Haki thầy. Trời đất ơi không có. Cậu ấy phải chém đến một cái ngưỡng mức nào đó thì các cậu mới có thể là thuần thục được Haki. Nhưng mà bọn em chém lâu lắm rồi thầy. Ui. Đấy cậu thấy thằng này chưa? Tuy chiều cao nó thấp nhưng nó được cái chăm chỉ. Còn thằng kia mày sao đây chém cây trên cây như này, xuống dưới chém đi em. Ôi dồi ôi. Thấy chưa? Bình ơi, tao vô tập luyện lẹ Bình ơi, về nhà ăn cơm đó Bình, đói bụng lắm Bình ơi. Em cảm ơn thầy nha. Ui. U. Bình ơi. Ui, nhưng mà sao người tao đen vậy? Mất quyền công dân. Thầy ơi, tụi em học được Haki rồi thầy ơi. Tụi em chém được cái cây này, thầy nhìn này. Ui giời, cú đỏ. Học được súng nè. Trời ơi, học được súng nhưng mà ông chồng mày bắn không có được gãy cây bắn thử. Thấy chưa mày xài kiếm đó, móc kiếm ra biểu diễn cho ông thầy coi, móc kiếm ra. Đấy, chém đi. Trời tối rồi thầy ơi, đi về thầy ơi. Về. Ăn cơm với thầy. Trước khi về thì tôi sẽ nói cho các cậu nghe một điều là hiện nay nhà vua đang tuyển, gọi là nhà vua hiện tại đang treo thưởng, đó chính là nếu mà ai giết được con si bít thì sẽ được phong làm hiệp sĩ ở trong lâu đài trước mặt tôi. Các cậu có thể nhìn thấy. Và nếu mà các cậu có thể được vào lâu đài thì sẽ được học những cái kỹ năng giống như kiểu tôi đã biểu diễn cho các cậu coi ngày đầu tiên.
Ui cái lâu đài tao nghe nói mẹ tao nói là cái lâu đài này nó bồ rồ vip lắm á Bình. Lâu đài này vô trong chổng là ăn chung mặc sướng lắm anh dám vô ông thầy thấy em thầy không mập mẹ không có nạp phi vai có được nạp phi vai free luôn được cái súng AK rồng xanh level 5 luôn. Nhưng mà thấy ông thầy không vô trong đây là ăn mập thả ra luôn thấy không thầy mập thù lù không. Ôi thầy hay hay nói đi hai cậu. Sao thầy không đi giết con Cbiz đi? Ừ thầy không giết đi, thầy mạnh mà, thầy học được skill bro mà. Tôi mà ra tay thì làm gì có chuyện gọi là nhà vua đi tuyển nữa. Thầy sợ hả? Ui dồi, thầy rén đi. Ôi. Để tôi kể cho các cậu nghe một điều, đó chính là tôi cụt mất nửa còn lại rồi. Ui dồi, thầy cụt cái gì vậy? Tay chân thầy còn nguyên mà. Ui dồi, thầy cụt cái chân giữa. Và ngày xưa ấy thì tôi có gọi là tiêu diệt vài con Cbiz rồi. Nhưng mà bây giờ tôi sắp nghỉ hưu rồi. Thế nên đây sẽ là buổi học cuối cùng. Để tôi sẽ chỉ cho các cậu bài học cuối cùng. Ai hình có rương nữa kìa. Lát về tính. Rồi và bây giờ cũng khá là muộn rồi. Thì tôi chúc các cậu sẽ sớm tiêu diệt được con Cbiz. Vậy bây giờ thì mọi người hãy về sớm kẻo tối. Và tôi nói cho các cậu nghe một điều là nó cũng thường hay thích ăn mấy thằng màu trắng trắng giống như màu đỏ đỏ lắm nhá. Và tôi đi đây. Ôi à, ông thầy cố tình nói ăn thịt táo bầy mà đấy. Ôi để chết mình lấy đi. Muốn chịu ấy về mua thì phán này cũng Bình chơi luôn phải thằng này đúng không? Đúng rồi chính nó đúng không? Đúng rồi chơi qua đây Bình ơi để tao Bình đéo Bình ui ui Bình ơi cái đó vô nè nè né qua đây Bình đéo Bình sợ kêu của ông thầy này đấy bây giờ hay quá Bình ơi để tao ui ui đối thủ này cũng hơi mạnh ấy mày làm à, tao với mày đẩy em xuống nước Bình ơi đẩy em xuống nước Bình để Bình đẩy ui ui dễ ba Bình ra ui ơi ây da có cái ông nó quýnh cũng lại đấy đau quá Bình ơi trời ông già quýnh đau quá ừ ông già mà ông quýnh mạnh ông cầm cái cây ông trọn trong cái cổ họng tao luôn đau quá ây da ơi tao mày lên núi Bình ơi núi không mang đi ây da đau quá Bình ơi trời ơi tao mày lên chở anh tập luyện thêm đi trời ơi già chưa nổi mày chơi không nổi mày cầm súng gì mày đẩy xuống nước xong cuối cùng đồng bọn ông đứng sau lưng quýnh ông hát rau á hát á để report cho admin ừ report tôi rip in ra chứ gọi là thằng mai game bốn ba hay cú chắn giờ mình lập băng hai đặt đi băng hai tặng à nhưng mà tao làm thuyền trưởng tao làm thuyền trưởng mày làm thuyền phó tao mạnh hơn mày mày làm thuyền phó nhưng mà quan trọng là bây giờ tao muốn làm thuyền trưởng còn nếu không thì tao mày làm băng riêng đi ok ê bây giờ tao với mày lập băng riêng ấy mày mốt ấy mà có gì mà gọi là khó khăn ấy tao với mày gặp lại nhau bằng cách nào nhỉ thì giờ mỗi người tặng nhau món đồ nhớ đi một món đồ à đúng rồi hay là ngày mai đi ngày mai tao với mày gặp lại ở đây và tao với mày sẽ tặng nhau một món đồ và sau đấy chúng ta sẽ làm một băng hải tặc nha sau 2 năm tôi với bạn gặp lại á ok không tôi với bạn mãi mãi là anh em nhá trời ơi mày tặng tao cái gì mà lông lá trên đầu cái gì vải xanh xanh màu đỏ đỏ nữa con trời ơi cái này đội đầu không khác gì gọi là cái nón nguy hiểm nhưng mà nó lại không có nón luôn á trời ơi mày rồi cô trắng tặng cho cô đỏ cái gì mà chim mây vậy mày có vẻ không thích món quà đó hả một bên đỏ ấy một bên đen một bên trắng vậy trời ơi cái đám mây này là do tao mai lâu rồi anh tặng mày lâu rồi nhưng mà do mày dính cức ấy, nên đen bên trắng mày tái vô đúng không ạ bậy nhưng mà còn mày tặng tao cái gì đây cái gì mày lông lá trên đầu cái gì nón nguy hiểm không ra nón nguy hiểm cái mặt nạ không ra mặt nạ ra cái gì vậy con thì cu trắng tặng thêm mấy cái ông hả trời mày tặng tao mấy cộng lông làm gì tặng lông thì là lông phượng hoàng á hoàng hả đúng rồi giống mấy cái lông mà của mấy con vịt sim mẹ nằm ở sau giường nhà tao cái gì không có nha không có chơi nha chim phượng hoàng bắt từ trên núi cao Himalaya về còn cái đám mây này là tao lấy trên cái đỉnh Everest á lấy dẫn nắm bó bỏ bịch đi lông đem xuống mai cho mày đi ơn rồi thôi dạo ơi lấy đi rồi đừng có bị đặt không lấy thôi mày ơi về bye bye á lại mọi người lại Hello.
hôm nay là cái ngày đầu tiên mà mình sẽ khởi hành gọi là đi khám phá thế giới bên ngoài mọi người à. Sau khi gọi là thằng cu đỏ nó gọi là tặng mình một cái gì đó lông lá trên đầu này, thì bây giờ thì mình sẽ gọi là đi ra khơi để gọi là lập một cái băng hải tặc vào đấy gọi là xịn hơn cái thằng cu đỏ mọi người. Trời ơi, cái thằng đó gọi là nó bảo là nó sẽ lập cái băng gọi là mạnh hơn mình mọi người à. Trong khi gọi là nó chỉ biết xài súng đó, nó còn chơi Free Fire nữa mọi người à. Thấy thì đây chính là các cái thuyền viên của mình mà mình mới tuyển hồi hôm qua mọi người. Hiện tại là chỉ có 2 thành viên thôi, nhưng mà 2 thành viên này gọi là rất sáng giá nha mọi người. Đấy, bên tay phải mọi người thấy không? Đây chính là gọi là cái chú cá mập rồi. Thành viên này gọi là rất là giỏi về gọi là biển cả này, gọi là dùng biển nào sẽ gọi là sẽ xuất hiện xíu bích thì bọn tôi sẽ tránh né nhá. Bây giờ bọn tôi chưa có mạnh mọi người. Còn bên này là thanh niên này gọi là tập gym mọi người à. Đấy, thanh niên này bị gạt. Dẫn ơi, nay em thấy là gió bình thường, dẫn nay là dùng em đi dùng biển Đông đi. Đông hả? Không, đúng rồi. Nhưng mà qua biển Đông chúng ta đi qua hòn đảo nào vậy? Qua đảo rùa. Đảo rùa á? Mà từ hướng này đến đảo rùa không có con xe buýt nào á. Không có một con xe buýt nào luôn á. Thế mày xem gọi là hướng sóng đồ coi là nó có làm hại tới thuyền mình hay là gì không con? Không, sóng này nhẹ lắm. Ok, thế giờ chúng ta sẽ qua bên đảo rùa và gọi là xem gọi là học hỏi được cái gì thêm sức mạnh gì không em nhá. Ai thằng chưởng này? Hả? Sao đấy? Em xem nghe một mùi xe thái thằng chưởng. Cái gì? Có chuyện gì không ổn á? Ôi chạy, bây giờ chúng ta cần bỏ trốn mọi người à. Chúng ta không nhảy ai á. Ôi con Cipix nè mọi người. Ui bây giờ chúng ta cần bỏ trốn, không có nào mà đánh bại được cái con này hết hả? Ui ôi. Ai da. Dạ Dương. Hả? Em nghiên cứu cái này nó chạy nhanh lắm. Nó bơi nhanh lắm. Nó bơi nhanh lắm hả? Thế bây giờ làm sao? Không muốn cây chuối giờ. Thế bây giờ cần chúng ta còn làm gì bây giờ? Lên con, không có thời gian đâu. Giờ chỉ có đánh thôi à, không chạy được. Chỉ có đánh bại nó thôi á. Nhưng mà quan trọng là mạng sống của mọi người là quan trọng nhất, không thế nào gọi là. Ui giời, nhìn con Cipix đi kìa, nhìn nó kinh khủng quá. Ôi trời, chỉ nghe câu là ba trời một không tàn cũng què. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhá. Mọi người đồng ý không? Let's go. Nhân cái gì đấy? Ấy á, ấy, ủa, cái người còn sống hả? Hay, ôi ơi, thế còn cái con Cipix gì đâu rồi? Chết rồi, nhà bị hình chuyển đập mới chết rồi. Ui, ta giết nó chết luôn, nhưng mà cái quần ta đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, con Cipix này nó quýnh không lại, nó chơi nó xé quần. Trời đất, cái con, ui ôi, thằng Zimmer gì bị gây, còn sống nè, cá mập còn sống luôn nè. Ui, thế ta nghe nói là hồi nhỏ, hồi lúc mà ta còn tập luyện ấy, là ta nghe, từ ta để ta đổi cái di vật của bạn ta lên cái nè. Hồi cái lúc mà ta nghe nói giờ hồi nhỏ là kiểu như là ai giết được Cipix là sẽ được nhà vua ban thưởng một cái món quà gì đấy gọi là cực kỳ xịn sò ấy. Không biết bây giờ mình đi nhận được chưa nhờ? Đi nhận được đúng rồi đúng không cá mập? Cá mập ơi. Cá mập. Thuyền trưởng nói chuyện với ai vậy? Ta nói chuyện với con cá mập đây nè. Kìa, mày không thấy nó hả? Hồi nãy nó đứng ra đây nè, nói chuyện. Trời ơi, chắc nó xô ru đi đâu rồi đấy. Trời ơi, thằng quỷ này cứ giỡn hoài vậy. Trời tối mà cứ hầu ma này là không hiểu luôn. Không có, làm gì không có. Cái con cá mập nó mới đứng đây xong. Mày không nghe à? Hồi nãy nó còn kêu ta là thuyền trưởng ơi, dậy đi rồi cái cá thứ nữa. Anh tiêu diệt được quái vật rồi, anh tiêu diệt được Cipix gì đấy. Nó hy sinh rồi mà. Làm gì có, hai thằng mày dụ tao chứ gì, làm gì có. Nãy tao mới thấy nó đứng nè, nó lại nó đụng đít tao nữa. Nó kêu là thằng trưởng vậy anh tiêu diệt được Cipix mà nó mới nói xong. Trời đâu cá mập đâu ơi, cá mập ấy. Trời để tôi zoom ra tôi kiếm cá mập mọi người. Con cá mập nó mất tiêu hả? Trời ơi, hai thằng mày cứ giỡn hoài chém chết bây giờ á. Trời ơi. Trời ơi, biển nhau này không có nó mất rồi á. Ơ thật à?
Hiện tại là sau khi tôi chia về con Sibit xong thì tôi đã được gọi là chiêu mộ về ngôi nhà của nhà vua mọi người ạ. Thì đây chính là cái ngôi nhà mà những ai mà tiêu diệt Sibit xong sẽ được đến đây, sẽ được ban tặng một cái chức gì đấy và cũng như một phần quà gì đấy. Và hiện tại là tôi đang có mặt ở một cái nơi này, các bạn thấy có quen không nhờ? Đây chính là cái nơi hồi xưa tập luyện đấy mọi người, cùng với gọi là Cú Đỏ đấy. Chắc là câu chuyện này về chắc tôi sẽ kể Cú Đỏ là tôi có thể tiêu diệt Sibit mọi người ơi. Mong là tôi sẽ rủ Cú Đỏ về và kêu Cú Đỏ như vậy rồi làm bảo vệ tôi mọi người đấy, rồi cho nó cưỡi cho gì đấy. Ui, ở đây có nhiều người nhờ. Ui, sao bọn họ biết mình vừa xin xin bích xong đấy. Ui, ui phi phai quanh sốt. Ui, ui cảm ơn mọi người nhiều nhá, cảm ơn mọi người nhiều nhá. Mọi người chào đón ông gì cái nhờ. Ui, chắc mình về nhà mình phải kể cu đen mọi người, lộn cu đỏ chứ. Yeah, bây giờ mình sẽ vô đây mình nhận phần quà, sau đấy là sẽ chạy qua kiếm cu đỏ luôn mọi người. Ok, let's go nào. Ây da, sau mấy tháng rồi là tôi đã tiêu diệt được cái con Sibit thì hiện tại bây giờ là tôi đã lên được cái chiếc ghế nhà vua rồi mọi người ạ. Hiện tại cuộc sống của tôi rất là ấm no luôn và tôi cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà không biết cái người bạn của tôi hiện tại là như thế nào mọi người ạ. Nhưng mà do là dạo này tôi thấy rồi là năng lực của tôi đi xuống mọi người. Ôi vậy đấy, thằng này mày tính nói gì vậy con? Thưa thiên trưởng, hiện tại là tôi nghe nói là có một thanh kiếm nào đấy được cất giấu ở cái hòn đảo nằm ở bên trong cái cây cổ thụ. Và nghe nói cái kiếm đấy thực sự là rất là mạnh, cho nên là tôi khuyên là thiền trưởng nên đi tới đấy và lấy cây kiếm đấy trở nên gọi là mạnh hơn và có thể giúp đỡ được cái vùng biển này ạ. Có cả một cái kiếm nào đấy mà giấu bên trong gọi là cây cổ thụ luôn hả, mà cũng mạnh đó hả? Ui, đây chính là cái thứ mình cần gọi là hiện tại mọi người. Chứ bây giờ mà mình cứ sử dụng một cái thanh kiếm này thì biết bao giờ mà gọi là cống hiến được. Mình chỉ tiêu diệt được con kia gọi là nhờ ăn may thôi mọi người, cho nên là thôi chắc gọi là cú này dẫn tôi đi gọi là lấy cây kiếm đấy coi nào. Trời ơi, đi. Hay da, mọi người thấy chưa? Sau khi gọi là tôi tiêu diệt được con quái vật đó xong, những cái con thuyền hay là những món đồ tôi mặc lên đều là thứ xịn sò và hàng hiệu hết mọi người ạ. Không như hồi xưa tôi đi những cái con thuyền gọi là ghẻ gắt, nhưng mà quan trọng là tuổi thơ hồi xưa của tôi là gặp thằng cu đỏ là cũng may mắn mọi người ạ. Giờ tới nơi chưa con? Còn bao lâu nữa tới vậy? Tới nơi rồi đó thiền trưởng. Chúng ta gọi là chuẩn bị cập bến vào và lấy cái kiếm ra nè. Hay da, một cái nơi quái quỷ như thế này sao tới bây giờ mình mới biết nha. Ui, có thật là có một thanh kiếm được giấu cất trong này à? Không biết là của gọi là một bậc tiền nhân nào đây. Mong là thanh kiếm này sẽ giúp mình gọi là cống hiến cho cái vùng biển này mọi người à. Và mình sẽ đem cái kiếm này chắc đem về khoe cho cu đỏ mọi người ơi. Mong là mình sẽ nhờ thợ rèn và rèn mà thêm một cái kiếm như vậy nữa để gọi là tặng cho cu đỏ. Mong là thanh kiếm này đẹp và giúp mình tăng sức mạnh lên mọi người à. Không biết lối vào là chỗ nào nha. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi. Không biết cái kiếm này được cất giấu ở đâu ấy nhỉ? Có một cô gái nào đấy đang đứng cầm cái dù. Để là hỏi thăm cái đã. Hay, lại là thêm một người gọi là muốn lấy thanh kiếm gọi là vĩ đại. Hay, nếu như cậu muốn lấy thanh kiếm này thì cứ đánh bại tôi trước nha. Ôi giời ơi, cô là chỉ là một cô gái thôi mà cô lên mặt ấy nha. Cô đệ lên giải quyết đi. Trời ơi, dăm ba mấy thằng này tiêu gì đi con. Ôi giời, cô gái này. Ui giời, ôi trời. Ui, ui, thằng cô đệ của mình. Ai chà, cô gái này cũng không phải là tầm thường ấy nha. Thôi chắc tôi phải nghiêm túc với cô thôi. Hay à, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi mà. Sao mà ai lại đi nói thanh kiếm là một thanh kiếm cực mạnh ấy nha. Trời ơi, cứ tưởng như nào ra là chỉ là một thanh kiếm là cũng gọi là thiết kế khá là độc lạ thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Hay là mình đây có thể sử dụng một chút haki vào thanh kiếm này không nhờ. Lâu quá không tới chỗ này. Kiếm cua trắng vậy. Ôi chết quỷ ơi, chết quỷ. Trời ơi, tới làm người chết quỷ. Ý, anh cua trắng. Cua trắng. Cua trắng. Người là ai đây? Trời ơi, tao bậy mày không nhớ hả? Tránh ra cho tao đi coi nào. Ok, tao bậy mày không nhớ hả? Ê, ê. Trời, mình nổi tiếng quá. Tao bảo là tránh ra nha. Vậy, tao bậy mày không nhớ hả? Hello. Cú chăng? Đừng để tao mạnh tay nha. Trời ơi, tin tao bắn mày không? Trời ơi, nhớ tao hả? Trời tao này không nhớ hả? Trời ơi, xưa tao như... Ê, mày tao hứa 2 năm quay chứ lại mà. Trời ơi, súng tao mày quen không? Cái tên này phiền nhờ. Chạy ra! Trời, bắn tao! Mày nhớ tao hả? Mày quên rồi. Ê! Ê!
Tại này này bị gì vậy? Hay chơi cày cày Free Fire nét quá. Rất lăng. Thằng Hoàng Xanh này nó lạ ta. Đi ngồi chém mình á. Hay mai qua thăm mày nó ta. À, mặt nó đi không có con mắt lên, không có cảm xúc gì. Thằng này mất mất cảm giác rồi. Còn cái kiếm nó thường nó hay xài cái katana mà tự nhiên dở xài cái gì đen hồi lùi. Màu xanh á. Nó bị tiền não. Ông biết cái triều đình này không? Tôi có thằng bạn làm ở đây à. Nó mạnh lắm rồi. Thì bảo nó chưa giết xe buýt xong được ở đây. Chưa tôi học chung nó, tôi ai gọi nó cu trắng không biết đi. Nó gọi tụi nó gọi nó là gì nữa không biết không. Thấy nó may không? Nó may tôi. May tôi đó. Hả? Cậu là người quen của Rip Indra? Ui, Rip Indra là một thần tượng của tôi đấy. Anh ta phải nói là công hiến cực kỳ nhiều cho vùng biển này luôn ấy. Anh ta đã tiêu diệt một con mộ nào đấy ở bên đảo, hình như là bên đảo gì ta? Bên đảo cái gì mà có cái cây to, cây cổ thụ ấy. Ừ, xong anh ta đã được một cái kiếm, nhưng mà hình như tôi nghe nói là cái thanh kiếm đấy nó sẽ gọi là hút hết tất cả những ký ức của người sử dụng. Nhưng mà quan trọng là bù lại bao nhiêu ký ức đẹp thì nó sẽ đổi lại thành sức mạnh. Nên là chắc là anh ta quên cậu là gì lý do đó đấy. Cho nên là cậu đừng buồn nha. Giờ tao quyết định là tao xếp cậu là ký ức cua trắng à. Ê, bây giờ đi ngủ, buồn ngủ á. Vàng ơi. Trời ơi, mày biết mấy giờ không? Mày kêu tao ra đây làm gì? Sao? Nhớ giúp giúp con này thôi, đúng con này thôi. Đâu giúp gì đâu, nội xem. Chủ nhân cua trắng không? Chẳng á, thằng cua trắng là cái thằng mà 2-3 năm trước tìm tao gàn mấy thanh kiếm mà. Ờ, à, tao lưng mày là thanh kiếm mà mấy năm trước tao gàn đây. Ờ. À, thì nhún nhún giờ chú gàn con cây khác, chú gàn nhưng mà heo bản ghế con chú. Bản thiết kế của mày là như nào? Ê. Đâu cho tao xem thử. Trời ơi, cái này là cái gì đây? Này đâu phải là bản thiết kế đâu. Đây, tao không thích mấy cây kiểu như này à? Không kiểu. Ok đó. Gì nữa à? Bản thiết kế vẽ cũng rồng rắn gì sao biết làm. Này hơi khó ấy, có tiền không? Nhìn mày phàn cái này chắc làm gì có tiền. Trời, tiền không thiếu. À, tiền không thiếu à? À ok, đợi thế thì được. Đợi cái này đợi tao lo nha. Rồi, tao làm xong cái con rồng này nè, cái bản thiết kế đâu dễ gắn rồng thì tao làm khó không chết. Giờ sáng nơi đó. Rồi. Nghĩ quá đẹp chú, 10 điểm cho chú, 10 điểm. Phải 10 điểm chứ. Rồi, cho chú xin nhẹ một ca lúc thôi, lấy giá rẻ luôn. Chơi con ghi nợ được. Cái gì? Ghi nợ. Rồi, mất dạng, mất dạng. Lưng đâu? Rồi, người kiếm đi cứu cu trắng ngay. Hả? Thằng cu trắng nó bị làm sao vậy cu nó? Trời, cu trắng nó cầm cái kiếm đi trang con lại mà kiếm nó lạ không chú, kiếm nó có màu xanh. Xong còn lấy những kiếp đẹp đổi thành sức mạnh nữa, giờ nó mạnh ơi mạnh luôn. Mà đặc biệt cái là nó bị tẩy não rồi. Không nhớ gì nãy, bữa trước hôm qua nó chiếm đầu con. Là bây giờ mày nhờ tao thiết kế cây kiếm này ra, tụi bạn để mình đi cứu nó đúng không? Đúng rồi. Kiểu như thế này là, hồi đó nó cũng thiếu đầu, cao bút, nó vẫn chưa có giả, giờ nó cũng cay đó lắm. Nhưng mà giờ nó mất ký ức thì chắc tao lấy búa gõ đầu nó cũng không nhớ được đâu. Giờ mày muốn có sức mạnh giống nó, theo tao. Tao dẫn mày đi xem cái bí thuật mà tại sao đâu có thể khiến cho cái kiếm của nó lợi hại như vậy. Thấy cái búa sau lưng rồi, đi nè. Gì rồi? Ê, theo tao. Giờ tao chỉ mới thiết kế cho cái kiếm của mày nó chỉ có khả năng là gọt chiếc cây, ăn bưởi, ăn bắp cái kiểu thôi. Mày mà muốn có sức mạnh như nó thì đầu tiên á, tao dẫn mày lên trên cao vậy cũng có lý do. Mày thấy cái mặt trời phía trước không? À. Kìa, mặt trời chắc mây che hết rồi, nhưng sao bây giờ mày cứ đứng ở đây á, mày quay lưng lại. Cái kiếm này của mày cần phải hấp thụ ánh sáng mặt trời các kiểu. Giờ cứ đứng đây cỡ 10 tiếng đây là mặt trời mây nó bớt bớt rồi, lúc đó hấp thụ các kiểu nhá. Gì 10 tiếng? Ờ 10 tiếng đi, lại đi ngủ giấc chứ tao làm cái kiếm của mày nguyên cả đêm tao mệt lắm rồi. Vậy, cái này giấc bỏ rồi á. Không được đâu, tướng khuyên nắng rồi, 10 tiếng rồi. Ờ, nghe lời, mày muốn cứu cu trắng không? Không. À, có. Ok, đứng ở đây, muốn kiếm mạnh thì phải đầu tư thời gian cái kiểu. Rồi, 10 tiếng sau tao quay lại. Tao ngủ, tao cũng không biết đâu. Rồi, đứng ở đây nha. Bye. Mày nói gì được chú? Giờ con da đen hồi lùi, giờ ra đường chắc bị cảnh sát bắn á chú. Ây da, da đen giữ ta, vậy là đúng ý anh mày rồi. Nhờ mày kêu phơi đắng rồi để cho mày có cái màu da cho quyền công dân mày nó biến mất đó, hiểu không? Nhưng mà tao nói vậy thôi. Giờ ta sẽ dùng cái phép này sẽ chuyển hóa hết cái màu da của mày vô cái thanh kiếm này. Mày đen cỡ nào thì thanh kiếm mày sẽ mạnh như thế đó luôn. Ok chưa? Bây giờ chuẩn bị nha. Ta phải cho mày vào cái khu mà nó phải... Đấy, giờ trời tối nó càng hợp lý nè. Rồi, chuẩn bị nhá. Giờ quay lưng lại, đưa thanh kiếm cho người ta nè. Đúng rồi. Ê, chú kích điện đít rồi. Mình đến, bây giờ mới làm phép nè, từ từ để nó là gì ta, có phép tên gì đọc thần chú sao quên ta. Rồi ok vô à. Hít.
Trời ơi, gõ thằng chú nha, rồi chứ kiếm mày rồi em đi chém chém cua rắn. Ê không, ấy lại trước con cua rắn nha. Trời trời có gì đâu, mày giúp cho nó hồi phục trước xong rồi nhớ kêu nó quay lại tìm tao trả tao 1000 quốc nha trời. Trời trả trả khai luôn, trả gấp đôi luôn, gấp 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 10 luôn. Thấy tha chứ, cho lẽ mày đòi mày trả tao 1000 quốc, mày nợ 2 năm trời rồi đó, xong rồi rồi đó, rồi thôi. Rồi rồi, chú hai không chú nha. Rồi chúc may mắn nha. Cái kiếm này mình sẽ lấy lại trước cho thằng cua trắng. Thử đấy sẽ kêu ơi. Ngon. Cua chân. Lại là ngươi à? Ta đã nói với ngươi ta không phải là cua trắng. Ta là Rip Indra. Mà ta cũng chẳng quen ngươi cả. Còn tao là My Game. Tao muốn thách đấu mày. Ngươi muốn thách đấu với ta hả? Ôi, đã lâu lắm rồi chưa có ai thách đấu với mình nha. Chắc khởi động tay chân một xíu đi. Sao ngươi có một thanh kiếm giống ta thế kia? Ui, ta không ngờ là có tận 2 cây lận ấy. Ui, ta phải tiêu diệt ngươi để lấy cây này và ta sẽ sử dụng gọi là song đao mới được. Không, dù cái kiếm này là bản copy nhưng mà nó yếu hơn. Nhưng tao vẫn có những ký ức đẹp. Ký ức đẹp? Ký ức đẹp là cái quái gì vậy? Đâu đâu á, ta chẳng quan tâm ký ức đẹp là cái gì cả. Với cái sức mạnh của ngươi hiện tại thì thua ta rất là nhiều, nhưng mà ngươi vẫn dám đứng trước mặt và đối đầu với ta. Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi đấy. Đúng, mặc dù sức mạnh của tôi không bằng của cậu, nhưng ở đây tôi có sức mạnh tình bạn. Chắc là ngươi cũng có một chút hoảng sợ nha, lại kéo cả đám tới đánh hội đồng ta. Nhưng mà không sao, chắc để ta kêu vài thằng đệ tới để gọi là chiến đấu với gọi là đám tình bạn của ngươi nhá. Và ta với ngươi sẽ ra một khu vực khác để có thể chiến đấu như gọi là hai người đàn ông. Ngươi sẵn sàng chưa đấy nha? Tôi và mọi người sẵn sàng lấy lại ý kiến cho cậu. Mọi người, tất cả mọi người ở đây đều muốn lấy ý kiến cho cậu, cua trắng à. Dù mọi người có gục xuống thì các tôi, nếu tôi có hy sinh thì tôi sẽ lấy lại ý kiến cho cậu, cua trắng à. Cua trắng, cậu nhớ nơi này là nơi chúng ta từng tập luyện không? Chỗ này là chỗ mà cậu hay mất thuyền đấy, nhớ chưa? Chỗ mà thầy đọc hay dạy chúng ta những kỹ năng mới. Giờ cậu nhớ ra chưa? Hai, ta đã bảo ta là Rip Indra, là hậu vệ của vùng biển này. Nhưng mà ngươi lại cứ ảo tưởng ta là một cái thằng bạn nào đấy của ngươi mà gọi là tập luyện chung với ngươi á. Ngươi nghĩ là có một cái loại hạ đẳng như ngươi là ta là chơi chung và gọi là tập luyện chung á. Ngươi mơ à? Thôi, bây giờ thì ta kết liễu ngươi trước cái đã. Sau đấy là để ngươi gọi là chầu diêm vương với người bạn gọi là quá cố của ngươi nhá. Chắc ta nghĩ cái thằng đấy đã chết rồi. Cậu ấy chưa chết. Cậu ấy là người bạn của tôi. Ơ mọi người. Lại rủ thêm bạn bè. Ngươi lại nghĩ cái sức mạnh tình bạn có thể chịu đựng lại nổi một cái nhát chém của ta à? Thì ngươi cứ chóng mắt lên mà xem nhá. Tốn quá là nhiều thời gian với ngươi rồi đấy. Bây giờ thì ta với ngươi sẽ đi qua một cái hòn đảo khác để tránh những cái tên khác làm phiền tới. Đi thôi nào.
nào mọi người? Cái tên mà các ngươi gọi là tự xưng là thủ lĩnh này hẳn là chết dưới tay ta rồi. Các ngươi hãy dừng tay lại đi. Mà còn nếu như các ngươi gọi là muốn sống ấy thì cứ theo ta. Còn các ngươi muốn đi về với ba mẹ rồi ấy thì các ngươi cứ về đi, ta thà là các ngươi đấy. Các binh lính đâu? Hãy đem hắn ta xuống và nhốt lại cho ta nhanh lên nào. Anh kiếm này mà tao gàn cho mày á, không phải là chỉ để phát sáng như đẹp đâu, mà nó còn một sức mạnh tiềm ẩn bên trong nữa. Mày chỉ có thể sử dụng cái sức mạnh này khi mà mày cặn cời cái chết thôi. Khi mà có sức mạnh này rồi á, mày sẽ trở nên bất bại, không ai có thể đánh bại được mày luôn. Nhưng mà nó như một con dao hai lưỡi vậy á, nó sẽ ăn mòn cơ thể mày trong lúc mày sử dụng. Nó sẽ ăn mòn mày đến khi mày chết luôn thì thôi. Thành ra là tao khuyến khích mày á là không nên sử dụng nó. Lạm dụng nó quá nhiều thì nó sẽ không tốt. Tao nói ra chỉ để cảnh cáo mày thôi, để cho mày biết rằng là cái kiếm của tao gàn cho mày, tao phù phép với nó xịn sò cỡ nào thôi. Đó, thì nó là như vậy. Rồi mày dùng sao mà dùng? Tao giờ tao đi ngủ rồi. Tối qua giờ tao làm mày mệt hết người. Tôi xin lỗi, tôi phải dùng tới biện pháp cuối cùng này thôi. Cái gì cơ? Cách cuối cùng gì cơ? Ngươi nghĩ ngươi sử dụng cái dạng trái với một chút tốc độ và một chút sức mạnh là có thể đánh bại ta? Tôi sẽ để lại trước sự tổ không chắn à. Cái chuyện gì xảy ra ở đây? Ây da, sao cái người mình nó đau nhờ? Ây da, trời ơi. Sao mình lại ở đây nhờ? Cái chỗ mình hay luyện tập đây nè. Ôi trời, ủa sao mọi người lại đứng đó khóc á nhờ? Ai đang nằm đó đấy? Lại coi nè. Cú đỏ. Sao cậu lại nằm đây? Mọi người, anh... Cô đỏ bị gì đấy? Sao mọi người lại khóc? Sao cậu lại nhắm mắt lại thế này? Nào, mở mắt ra. Này, tôi mới mua cho cậu một cái súng này, cái súng Wi-Fi này. Trời ơi, tôi quên kể với cậu nữa. Là hồi đợt là tôi có gọi là đánh bại con Sibit đấy. Hey, cô đỏ. Vậy nào, trời ơi, giỡn hoài nữa. Mọi người, sao mọi người lại... Trời ơi, mọi người lại làm clip cho tôi đúng không? Hả? Mọi người... Cú đỏ chết rồi. Anh ta đã hy sinh vì lấy lại trước cho cậu ấy.